Vào sáng nay, tay vợt Nguyễn Thùy Linh, hạng 57 thế giới đã tiếp tục khẳng định sức mạnh của hạt giống số 1 khi giành vé vào tứ kết đơn nữ giải cầu lông quốc tế Bendigo đang diễn ra ở Australia. Chạm trán đối thủ Yen Xie, người Đài Bắc Trung Hoa chỉ đứng hạng 792 thế giới, Nguyễn Thùy Linh đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng cách biệt 21-14 và 21-9. Thắng lợi 2-0 sau 28 phút tranh tài đưa Nguyễn Thùy Linh vào tứ kết đơn nữ gặp đối thủ người Malaysia Lestrana, hạng 407 thế giới.